Và bây giờ là bản tin của phóng viên Định Tường báo Đất Việt Tất Thành Cang bị phạt 10 năm tù, bao giờ đến phiên Lê Thanh Hải. Vị cựu phó bí thư thành phố Hồ Chí Minh bị tuyên 10 năm tù trong lúc ý kiến của giới quan sát nói cần cơ chế giám sát quyền lực để ngăn chặn những kẻ lợi dụng nhiệm vụ được giao mà tự tung tự tác làm thất thoát công sản. Hôm 8 tháng Giêng năm 2022, ông Tất Thành Cang, cựu phó bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh bị tuyên phạt 10 năm tù trong vụ án Sadico. 60,7% vốn nhà nước, bán rẻ cổ phần được cho là gây thiệt hại ngân sách 669 tỷ đồng. Tìm đầu cơ chế giám sát quyền lực Nhà văn Lê Thiếu Nhân bình luận rằng trước tòa dĩ nhiên bị cáo Tất Thành Cang và 19 bị cáo khác sẽ có những lý do khác nhau để bào chữa cho sai phạm của họ. Thế nhưng có một điều không thể không băn khoăn, chính là cơ chế giám sát quyền lực để ngăn chặn những cái kẻ lợi dụng nhiệm vụ được giao mà tự tung tự tác làm thất thoát công sản. Giám sát quyền lực không thể trông mong vào dấu son trong bản kiểm điểm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mỗi cá nhân hàng năm mà còn phải tăng cường thanh tra kiểm tra. Đặc biệt, công tác phê bình và tự phê bình đối với những cán bộ lãnh đạo cần được đặt trong không khí phản biện nghiêm túc và tinh thần đấu tranh chống tiêu cực mạnh mẽ. Bởi lẽ khi đã đạt được nức thang danh vọng nhất định, con người thường nghiêng ngã giữa quyền và tiền, giữa danh và lợi mỗi cán bộ được nhận trọng trách nghĩa là đón nhận hai sự ủy nhiệm thứ nhất là ủy nhiệm về sự quản lý thứ hai là ủy nhiệm về sự gương mẫu để hai giá trị ấy không thể tách rời mà luôn tồn tại song song thì không thể không đắn đo về sự ủy nhiệm quyền lực vì sự quản lý và sự gương mẫu luôn chân trao đối với những cán bộ lãnh đạo không có chuyên môn cụ thể lãnh đạo không có chuyên môn cứ quen mồm hô khẩu hiệu ông lê thiếu nhân phân tích rằng một lời phân bua mà những bị cáo xuất thân từ cán bộ phong trào như tất thành cang rất hay đưa ra khi bị phanh phui sai phạm lá quá tin vào ý kiến tham mưu của cấp dưới có thật vậy không Thật chứ, cán bộ phong trào vốn không có chuyên môn cụ thể nào, nên bên cạnh yếu tố kém tu dưỡng đạo đức thì yếu tố kém trình độ hiểu biết cũng gây vô số tai họa. Chuyên môn không phải là cố vớt vát bằng cái bằng đại học tại chức hay cố chạy trọt cho một cái học vị tiến sĩ, mà là sự thành thạo trong một công việc, đòi hỏi sự từng trải và sự am tường. Chuyên môn quân sự, chuyên môn an ninh, chuyên môn địa chính, chuyên môn thủy lợi, thậm chí chuyên môn khá mơ hồ trong hoàn cảnh chính trị Việt Nam là chuyên môn báo chí, đều là cơ sở cho thái độ chuyên nghiệp trước cuộc sống. Một lãnh đạo có chuyên môn ở lĩnh vực nào đó thì họ cũng nhận thức rõ ràng về mức độ phức tạp ở những lĩnh vực khác. Nhờ vậy họ sẽ cẩn trọng khi thẩm định và phê duyệt mọi chủ trương và quyết sách còn lãnh đạo không có chuyên môn cụ thể cứ quen mồm hô khẩu hiệu thì thấy cái gì cũng đơn giản mà sinh ra ảo tưởng và vĩ cuồng hễ có một chút lợi ích là được ton hót anh hai giỏi quá anh ba tài quá hoặc anh tư tuyệt vời thì cứ ký bừa ký ẩu để ra oai và ban phát ơn huệ cho thân hữu bè cánh cán bộ càng thăng tiến thần tốc càng ít điều kiện nâng cao năng lực do phải dành nhiều thời gian cho họp hành tiệc tùng giao tế. Vì vậy, đã đến lúc phải tư duy khắc khe hơn về cơ chế ủy nhiệm quyền lực. Không thể lạc quan tếu để nghĩ rằng cán bộ phong trào xuất sắc thì có thể lãnh đạo văn hóa, điều hành kinh tế, đánh giá dự án, chỉ huy sản xuất một cách căn cơ và bền vững. Đáng đo đối tượng được ủy nhiệm quyền lực là cơ chế giám sát quyền lực ngay từ gốc rễ.